ngày 21 tháng 6, đoàn công tác của Ban tuyên giáo tỉnh Quỷ do ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh Quỷ An Giang làm trưởng đoàn, đã đến Quỷ Phú khảo sát, kiểm tra hoạt động công tác tuyên giáo cơ sở. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phùng Minh Tân, Phó Bí Thư thường Trực Quyện Quỷ, Chủ tịch Hội đồng Dân Quyện, ông Lê Minh Thuận, trưởng Ban tuyên giáo Quyện Quỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quyện. Làm việc tại Quyện Quỷ, đoàn đã được thông qua báo cáo công tác tuyên giáo trên địa bàn quyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 với nhiều kết quả nổi bật, điển hình như việc học tập và làm theo tấm gương bắc hồ, bắc tôn về chăm lo đời sống nhân dân. Có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai trái, thù địch luôn được chú trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và triển khai các chỉ thị, nghị quyết được đảm bảo kế hoạch. Công tác tuyên truyền lịch sử đảng, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị địa phương kịp thời. Tham mưu quyện quỹ, quỹ ban nhân dân quyện chỉ đạo thực hiện tốt các mặt khoa giáo, hoạt động văn hóa văn nghệ, quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên giáo từ cơ sở. Tại buổi làm việc, ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư thường trực quyện quỹ, chủ tịch hội đồng nhân dân quyền yêu cầu ban thường giáo quyền quỹ cũng như các chi đảng bộ cơ sở thực hiện các nhiệm vụ quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội tham mưu cho cấp quỹ để kịp thời xử lý các vấn đề vương mắc nảy sinh trên địa bàn tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đẩy mạnh công tác biên soạn bổ sung, tái bản lịch sử đảng bộ quyền. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận số 01 của Bộ Chính trị thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, sinh hoạt thường xuyên nội dung chuyên đề năm 2024, an giang học tập, giờ làm theo tấm gương, bắt hồ, bắt tôn về chăm lo đời sống nhân dân. Ban dân vận, Quỹ bảo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban tuyên giáo phù hợp với các địa phương, cơ sở tự để xây dựng không gian văn hóa Bắc Hồ, Bắc Tôn, tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đảng, thực hiện đúng công tác công khai và kê khai tài sản. Phát biểu tại buổi làm việc, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy ông Nguyễn Hữu Thịnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trên các mặt công tác tuyên giáo của huyện Quỷ Phú đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị quyền Quỷ Phú và các chi đảng bộ cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quan tâm triển khai sâu động sinh hoạt chính trị tư tưởng, những tác phẩm, bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban tuyên giáo quyền quỹ tích cực chủ động tham mưu cho ban thường vụ quyền quỹ làm tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, tập trung cho công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của đảng. Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác của ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đã kiểm tra, khảo sát thực tế tại thị trấn Đa Phước để tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn ở cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyên giáo thời gian vừa qua.